khẩn cấp tìm người từng đến quán vườn nướng mái đỏ ở thành phố Thủ Đức. Phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn tìm người đã đến quán ăn vườn nướng mái đỏ do liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ngày 10 tháng 2, đại diện trạm y tế phường Phước Long A cho biết có một ca nghi nhiễm liên quan các ca COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được đưa đi cách ly. Trường hợp này đã từng đến quán ăn trên. Trên cơ sở đó, phường ra thông báo để truy vết F2 của trường hợp này. Phường Phước Long A đề nghị các cá nhân đến quán ăn vườn nướng mái đỏ địa chỉ 146 Tây Hòa vào khung giờ từ 15 giờ đến 24 giờ từ ngày 31 tháng 1 đến 6 tháng 2 khẩn trương liên hệ trạm y tế phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế. Hiện tại, quán ăn vườn nướng mái đỏ đã bị phong tỏa, dừng hoạt động. Hai hôm trước, lực lượng y tế đã có mặt để thực hiện điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn quán. Tính đến sáng 10 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có 33 nhiễm COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm là các nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm truy vết, tầm soát cộng đồng với 1.186 F1 đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 1.106 âm tính, 80 đang chờ. 1.090 F2 hiện đang cách ly tại nhà, đã lấy mẫu xét nghiệm trong đó, 257 đã âm tính, 833 đang chờ kết quả. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.